đây, đây là sản phẩm Ata Sinpha, một sản phẩm mới công nghệ cao cấp của thương hiệu Atakai. Các bạn có thể thấy đây là một cái ke ép góc. Chúng tôi khác với các công nghệ các doanh nghiệp khác đưa ra là dùng vít, chúng tôi dùng vít và chúng tôi dùng ke. Cái ke ép góc này có nhiệm vụ gì? Khi đắp đặt, thợ sẽ đắp vào như này. Đó, chúng ta đã nhìn thấy sự kín kít. Và chúng tôi dùng cái máy là ép góc bằng thủy lực tự động. Hai cánh tay lực sẽ sấn ở đây cùng với lưỡi gà tạo ra tam giác lực. Tam giác lực này làm nhiệm vụ là sấn cái nhôm 2 mini này, chốt chặt vào đây và khiến được cửa chúng ta rất là kín kít, đảm bảo chống thấm nước là 100% và độ sệ cửa hoành trọn đời, không có sệ cửa. Đấy, mọi người có nhìn thấy nhôm 2 ni đây, đây là nhôm 2 ni hoàn toàn tem đỏ sinh pha Quảng Đông chính hãng, ke góc. Rất là kín kít. Ke góc rất là kín kít. Và xin giới thiệu mọi người, đây là máy ép góc và công nhân của chúng tôi sẽ thực hiện thao tác ép góc cho quý vị và các bạn xem hiểu là quá trình ép góc như nào. Xin mời anh Công. Cứ chuẩn chính ra chuẩn đây. Phí còn mẫu. Gấp xong phát mang ra phát rồi. Toàn bộ kín kít hoàn toàn với cái góc, cái đường sấn vừa rồi tôi giới thiệu các bạn này, đường sấn đây chính là hai cái bếp này đó, nó sấn vào này đảm bảo rất là kín kít 100%. Và ke ra phía ngoài đảm bảo 100% sản phẩm kín kít nước. Đây là sản phẩm sinh pha Quảng Đông Atakai, rất mong là quý khán giả và quý vị xem được video này sẽ ủng hộ chúng tôi. Vâng, xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm máy móc mới mà Atakai vừa nhập về để phục vụ cho cửa Ata Sinpha. Đó chính là máy cắt 09, cắt hai đầu cùng lúc, rất nhanh và tiện, tạo 4 góc 45 độ, chuẩn xác 100%. Tiết kiệm công cho người thợ, chính vì thế giá thành sản phẩm chúng tôi đưa ra thị trường rất là cạnh tranh, bởi vì năng suất lao động rất là cao. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy đây, đây là chiếc máy 09, cắt hai đầu. Khi cắt thao tác, kính an toàn sẽ hạ xuống đảm bảo an toàn cho người thợ. Thao tác chỉ một lần cắt cả hai đầu, rất là tiết kiệm và tăng năng suất lao động. Giá thành sản phẩm hạ là vì mục đích này đây, tiêu ở đây. Rồi, bây giờ tôi xin mời anh Công là kỹ thuật viên sẽ cắt thử cho hai bạn. Các bạn sẽ thấy. Rồi, xin mời anh Công. Sản phẩm sau khi cắt xong các bạn có thể nhìn thấy sáng bóng như gương luôn. Đó. Ở đây là chiếc ke 45 độ để chúng tôi kiểm tra sau khi sản phẩm sau khi cắt xong. Đây xin mời anh cameraman quay vào đây. Vâng.
Đấy các bạn có thể thấy độ kín khít 100%, đúng không ạ? Đầu còn lại đây ạ, xin mời cameraman quay độ kín khít 100%, tạo góc 45 độ, đúng không ạ? Đó, đây là thành phẩm của chiếc máy 09. Rồi, rất cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi sản phẩm Ata Sinfa. Nếu tin dùng, các bạn có thể gọi đến Atakai theo số điện thoại 08 555 38 882. Chúng tôi hân hạnh phục vụ khách hàng. Rồi, xin cảm ơn.